Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận một cần sub. Để tham gia hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot nè bạn. Rồi, cái này cũng khá là ngon đó các bạn. Như đầu tiên, follow tại Twitter và tại Twitter nè. Thì tại Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi, các bạn like nè, các bạn chia sẻ như tại Twitter nè. Các bạn tăng là dài người bạn quýt lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn follow kênh bắt nào nữa nè. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn tìm cái bài sub nè. Các bạn test lại nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Ôi, người quýt nè. Mình đã test lại rồi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join kênh trailer, kênh group nè. Subscribe kênh YouTube nè, join kênh group nè, join kênh channel nè, subscribe kênh YouTube nè, kênh YouTube mình đang nghe rồi, các bạn bấm vào chat nè, rồi bấm cho này lớp nè, rồi các bạn submit đi tên nè, rồi các bạn điền là username Telegram, các bạn đã join sợi group rồi. Mình gửi cho bot nè. Tiếp tục bạn gửi là đường link profile tại Twitter của mình nè. Twitter, mở tờ Twitter mình ra nè. Nhấp ba anh ba ta, nhấp vào hồ sơ nè. Nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Gửi lại cho bot nè. Sau đó mình gọi địa chỉ VPNB sẽ mở trên bet20 trên chocolate của tất cả các bạn. Sau đó họ có chọn cái group spray bấm đòn submit link tweet nè, để gọi tweet mày nào không tweet bài group bộ nữa bằng mà Twitter tất cả các bạn ra nè, các bạn chia sẻ cái bài này nè, bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn gửi lại cho bot nè. Sau đó bạn bấm balance để check số cộng kiếm được nè các bạn. Ok, bạn chỉ lấy link ghép mà chia sẻ trong bè những cái thằng đó kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.